Cô là gì của nó? Tôi là bạn gái của anh Nghĩa. Có phải người cô muốn tìm đây không? Anh Nghĩa. Ba lô đây, cầm lại. Phương, em về đây làm gì đấy? Hóa ra chàng kỹ sư đã có bạn gái trên thành phố, thế mà bỏ rơi người ta trốn về đây, hử lắm. Vớ vẩn, sao em lại về đây hả? Người ta lặn lội từ trên thành phố về đây để tìm mày đấy. Chị Hoa cũng đã biết rồi, bảo tao chở cô ấy về đây để gặp mày. Tí chị ấy về sau, xong nhiệm vụ người đã bàn giao, tao về đây. Anh, ê, sao ấy? Mụ tại sao em nhắn tin gọi điện cho anh không nghe máy? Ít nhất thì anh cũng phải trả lời cho em một cái tin nhắn. Anh có biết là em lo cho anh lắm không hả? Nghĩa ơi, cứ chốt như thế nhá, tớ đi về đây. Về nhá. Này, đi đâu đấy? Em đi vào nhà. Anh đừng có nghĩ đến chuyện đuổi em đi, mơ đi. Em đừng trẻ con như thế. Trẻ con thì sao? Chắc là anh không biết. Em chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Ok. Phương, anh bỏ ra. Nếu em không để anh đưa đi thì anh nhờ chị Thanh đưa em ra bến xe, được chưa? Em không. Thôi nào, em về nhà đi. Đừng để anh phải gọi bố em về đây hộ tống. Nếu như em sợ bố em thì em đã không về đây rồi. Anh nói gì cũng vô ích thôi. Nhưng anh đã có người yêu rồi, em đừng làm bọn anh khó xử thêm nữa. Em đã hỏi chị Hoa rồi, đây không phải là bạn gái của anh. Là vì chị Hoa không biết. Chứ còn bọn anh đã yêu nhau được một thời gian, cũng tính đến chuyện kết hôn rồi. Em đừng lẽo đẽo theo anh, sẽ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thoải mái đấy. Em không tin. Anh đang nói dối em. Em tin hay không thì tùy. Còn từ lúc anh quyết định bỏ thành phố về quê lập nghiệp thì chuyện của chúng mình cũng kết thúc rồi. Em không tin chứ gì? Thanh, Thanh nói đi. Có phải bọn mình đang yêu nhau không? Thanh nói đi. Nói đi. Mày bảo ai là người yêu của mày cơ? Thằng chó! Bố mình hứa mất mày lâu lắm rồi đấy! Mày tưởng tao không hứa mất mày hả? Nó sao? Ông coi đi! Cả bà nữa! Bị nó đem ra làm trò đùa, làm lá chắn, mà bà vẫn chịu được à? Đấy là việc của tôi, không liên quan gì đến ông cả! Ngu! Ngu thì nó phải vừa vừa thôi! Mày bảo ai cũng phải vừa thôi! Này! Này! Thôi! Ông ra! Để tao đấm nhau! Ôi! Có chuyện gì đấy? Này! Tao xin mày! Đi lấy hàng không muộn bây giờ! Nhanh! Cậu có sao không? Đau không? Tớ không sao.